sẽ bóc hết ra đây này. Bán hàng nhá. Đã có ai mua chưa? Bố đã mua đâu? Bố đã mua đâu? Bác thích ăn loại nào? Đâu? Đây là bún. Đặt đồ đấy. Đặt đồ đấy. Đấy, thấy chưa? Ui dồi ôi. Thôi không lấy ra nữa con ạ. Đây rồi. Thế bày ra đây để làm cái gì? Hả? Chở từ ông bà ngoại về đây để mà có cho con bày à? Ừ, ông bà ngoại bán chứ. Cái này là cái gì đây? Cái này gói gì đây? Gói bún. Đây là gói gì đây? Đúng rồi, đây là gói gì đây? Đúng rồi. Thế trong ba loại này con thích ăn loại nào? Đấy là cái gì? Đấy là cái gì? À bún, đúng rồi. Không thích ăn phở à? Không thích ăn mì tôm à? Ăn cả ba á? Làm sao mà ăn hết được? Nào bán cho chú Thành cái nào. Quán này bao tiền gói? Cái này là cái gì? Nhưng mà cái này là cái gì đây? Phở. Phở gì? Bán hàng là phải giới thiệu khách chứ. Phở gì? Phở bò à? Bò. À, thế bao tiền một gói? 2 tiền. 2 tiền là bao tiền? 2.000 là 20.000. 2.000 gì rẻ thế? Thế lấy gói cho tôi hết một loạt này đi. Tôi bóng đâu? Đóng hộp. Đóng hộp bỏ hết vào hộp này xong mà đếm bao nhiêu gói thì mua hết. Nhanh lên. Bỏ vào hộp, đóng hộp cho tôi nhằm mua hết cái này. Còn cái này là bao tiền? 13.000. 13.000 đắt quá không mua. Gói này là bao tiền? 15.000. 15.000 đắt quá thì gói mỗi phở này thôi. 2.000 một gói này. Ok. Ok, gói vào. Nhanh lên. Đóng hộp vào, nhanh lên. Đóng hộp vào, chú Thành mua hết mà. Nhanh lên mua hết cái gói này, còn cái này đắt quá không mua. Cái này đấy, đắt quá không mua. Mua ở ngoài siêu thị Bà Hiền còn rẻ hơn. Gói này chỉ có 4.000, 3.000, 4.000 thôi. Còn gói này có 3, 4.000 thôi. Cái này 1.000 được bán không? Để con đánh cái này ra để. Cái này 1.000 bán không? Không bán đâu. Không bán à? Không bán. Thế cái này 1.500 được không? Hay 1.100? Ok. 1.100 thôi này. Ờ được rồi, thì gói hết cả cái này vào với cái này. Còn cái này không mua nữa, cho ế luôn. Okay. Nhá. Gói hết vào, đóng hàng xong tí chuyển phát nhanh nhá. Ok. Ừ.